Hi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hệ mặt trời là một hệ hành tinh có mặt trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của mặt trời. Nơi đây vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá, đặc biệt là những khu vực cực kỳ khắc nghiệt, từ những cơn bão có vận tốc lên đến hàng nghìn km/h đến những nơi có nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ C. Vậy hôm nay, tôi thú vị mời các bạn cùng đi khám phá những nơi đáng sợ nhất trong hệ mặt trời. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tôi thú vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Hệ mặt trời hay còn được gọi là Thái Dương hệ là hệ hành tinh có mặt trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của mặt trời. Tất cả chúng đều được hình thành từ đám mây phân tử khí khổng lồ cách đây khoảng 4,6 tỷ năm về trước. Đa phần các thiên thể đều quay quanh mặt trời, khối lượng của chúng tập trung chủ yếu vào 8 hành tinh, trong đó có trái đất. Ở trên trái đất, con người và hàng triệu loài sinh vật đang sinh sống, đôi lúc chúng ta cảm thấy ở một vài khu vực có những điều kiện sống khá khắc nghiệt, nhưng chúng sẽ không là gì nếu so sánh với những khu vực đáng sợ nhất của hệ mặt trời dưới đây. Bởi vì khi bạn đặt chân đến nơi này, nếu bạn không có những thiết bị bảo hộ, cuộc sống của bạn sẽ bị kết liễu ngay chưa đầy 10 giây. Và bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng Hải Yến điểm danh những nơi đáng sợ nhất của hệ mặt trời các bạn nhé! Thứ nhất, Kim Tinh, hành tinh thứ hai tính từ mặt trời. Mặc dù Kim Tinh luôn được ví như người chị em của trái đất, nhưng đó chỉ là về kích thước. Còn về môi trường và điều kiện sống trên Kim Tinh, nơi đây được mệnh danh là hành tinh đáng sợ nhất của hệ mặt trời. Tuy là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời, nhưng Kim Tinh là hành tinh có nhiệt độ nóng nhất trong hệ mặt trời. Với nhiệt độ bề mặt có thể lên tới 470 độ C, nó đủ sức làm tan chảy kim loại chì. Chính bởi vậy, bạn sẽ bị nướng chín ngay lập tức khi bạn đặt chân lên bề mặt của Kim Tinh. Không những vậy, trước khi bạn đặt chân xuống bề mặt, bạn phải đi qua một bầu khí quyển dày đặc và đáng sợ. Với một bầu khí quyển dày đặc, nó đã tạo ra một áp suất không khí cực lớn. Theo tính toán, nó gấp khoảng 90 lần áp suất của mực nước biển trên trái đất. Điều này đồng nghĩa nếu bạn ở trên hành tinh này, lúc nào bạn cũng có cảm giác như bạn đang lặn dưới biển với độ sâu 1 km. Khi đó bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Điều đáng sợ hơn là trong khí quyển của Kim Tinh chứa rất nhiều axit, thậm chí có cả axit sulfuric rất độc hại. Chúng có mùi nặng hơn cả những quả trứng ung và nó có thể hủy hoại bạn trước khi bạn đặt chân lên bề mặt của hành tinh này. Ngoài ra, trên Kim Tinh tồn tại những cơn gió với vận tốc siêu lớn. Ở tầng bình lưu của bầu khí quyển, sức gió có thể lên tới 724 km/h. Với vận tốc này, nó còn nhanh hơn cả những cơn cuồng phong mạnh nhất trên trái đất. Và chính những cơn gió này đã tạo ra hiện tượng siêu quay trên Kim Tinh. Chúng khiến các đám mây bị thổi quay quanh một vòng của Kim Tinh chỉ mất vỏn vẹn 4 ngày trái đất. Và cho đến nay, Kim Tinh vẫn là khu vực đáng sợ nhất của hệ mặt trời. Thứ hai, Hải Vân Tinh và những cơn gió băng siêu lớn. Hải Vân Tinh là hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời, với khoảng cách gấp khoảng 30 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Chính vì vậy, nơi đây cực kỳ lạnh giá. Với nhiệt độ trung bình bề mặt vào khoảng âm 218 độ C, hành tinh này là một khối băng khổng lồ với những dòng nước xoáy tít và những mảnh băng sắc nhọn di chuyển cực nhanh. Các nhà khoa học cho rằng Hải Vân Tinh vẫn đang tỏa ra một lượng nhiệt nhỏ và họ tin rằng đây là nguyên nhân tạo ra những trận bão siêu tốc độ. Vận tốc nó có thể lên tới 2.100 km/h. Điều đáng sợ hơn là những cơn bão này, nó mang theo rất nhiều các mảnh băng vụn. Chính vì vậy, nó sẽ hủy diệt mọi thứ trên quãng đường mà nó đi qua. Có một điều thú vị nữa là trên Hải Vân Tinh, do nằm cách mặt trời khoảng 30 đơn vị thiên văn AU, nên hành tinh có một quỹ đạo rất chậm. Nó mất 164,8 năm trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, nếu bạn có thể ở trên hành tinh này, có lẽ tuổi của bạn chưa được nửa năm tuổi của Hải Vân Tinh. Thứ ba, Diêm Vương Tinh. Trước năm 2006, nó là hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời, nhưng sau này các nhà khoa học định nghĩa và xếp nó là một hành tinh lùn. Ở Diêm Vương Tinh, nó có một quỹ đạo không giống ai. Ở điểm cận nhật, nó còn gần mặt trời hơn cả Hải Vân Tinh. Nhưng ở điểm viễn nhật, nó lại cách xa mặt trời những 7,3 tỷ km. Chính bởi quỹ đạo lập dị như vậy, nhiệt độ bề mặt của Diêm Vương Tinh dao động từ âm 240 đến âm 229 độ C. Đây có thể nói là một khu vực băng giá của hệ mặt trời.
có nhiều lúc bầu khí quyển của Diêm Vương Tinh dường như bị đông cứng lại, tạo nên một vẻ đẹp chết chóc của hành tinh. Và bạn đừng nên thử đặt chân lên hành tinh này nhé, bởi vì không khéo, bạn sẽ bị đông cứng lại và bị Diêm Vương Tinh đưa đến một nơi rất xa mặt trời đấy. Tiếp đến, vị trí thứ tư, mặt trăng Titan của Thổ Tinh. Titan là mặt trăng lớn nhất của Thổ Tinh và lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Nó là mặt trăng duy nhất trong hệ mặt trời có mây và bầu khí quyển dày đặc giống như các hành tinh. Bầu khí quyển mờ mịt màu cam xung quanh Titan khiến cho bề mặt của nó trở nên vô cùng bí ẩn. Khí quyển của Titan mở rộng đến độ cao khoảng 600 km, cao hơn rất nhiều so với bầu khí quyển trên trái đất. Bầu khí quyển của Titan hoạt động và phức tạp với thành phần chính là nitơ chiếm 95% và metan là 5%. Tàu thăm dò Cassini-Huygens đã tìm thấy bằng chứng về những cơn mưa chứa đầy khí metan dạng lỏng. Đây được coi là những cơn mưa đáng sợ nhất của hệ mặt trời. Và trên bề mặt của Titan có rất nhiều các hồ metan, chủ yếu tập trung gần cực nam của nó. Và trên Titan được các nhà khoa học mệnh danh là hòn đảo ma thuật. Thứ 6. Thủy tinh và những trận bão sét đáng sợ. Là hành tinh đất đá gần mặt trời nhất, Thủy tinh được biết đến có mật độ vật chất khá đậm đặc. Nó được xếp thứ 2 trong hệ mặt trời, chỉ đứng sau trái đất. Tuy đây là hành tinh gần mặt trời nhất, nhưng nó không phải là hành tinh nóng nhất của hệ mặt trời. Trong chuyến thăm dò và quan sát Thủy tinh, tàu Cassini của NASA đã ghi nhận được những cơn bão điện từ siêu lớn trên Thủy tinh. Kích thước của cơn bão có thể bằng cả lục địa Bắc Mỹ. Những tia chớp trong cơn bão có sức mạnh gấp hơn 1.000 lần so với ở trái đất. Tàu vũ trụ còn phát hiện được những cơn bão được tăng cường sức mạnh từ vùng bán cầu Bắc của Thủy tinh, được các nhà khoa học gọi là vùng thung lũng bão. Cơn bão kéo dài khoảng 3.500 km từ Bắc tới Nam. Nó cũng gây ra hiện tượng nhiễu sóng giống như trong những cơn bão có sấm sét ở trái đất. Ngoài ra, trên Thủy tinh không có bầu khí quyển. Chính vì vậy, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Theo đó, ban ngày trên Thủy tinh có nhiệt độ lên tới 427 độ C, nhưng ban đêm có thể giảm tới âm 173 độ C. Có một điều thú vị nữa là, do Thủy tinh nằm bên trong quỹ đạo trái đất và kim tinh, nên khi nhìn từ trái đất, hành tinh có lúc hiện lên vào buổi sáng, lúc lại hiện lên vào buổi tối, nhưng không bao giờ chúng ta có thể thấy Thủy tinh lúc nửa đêm. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại cảm nhận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Vị trí thứ 7. Hỏa tinh với những cơn bão bụi. Mặc dù hỏa tinh nhỏ hơn trái đất, với khối lượng chỉ bằng 11% khối lượng của trái đất, nhưng so với trái đất, khí hậu của hỏa tinh cũng có vài điểm tương đồng, như có băng ở Bắc Cực, những thay đổi thời tiết theo mùa và sự hiện diện của các kiểu thời tiết. Nhưng hỏa tinh có thể tạo ra các cơn bão bụi lớn nhất với sức công phá mạnh nhất trong hệ mặt trời. Vào năm 1971, tàu vũ trụ Mariner 9 gửi hình ảnh của hành tinh đỏ về trái đất, song chúng đều bị mờ do sự xuất hiện của trận bão bụi siêu lớn. Phải một tháng sau, khi siêu bão chấm dứt, Mariner 9 mới có thể gửi những hình ảnh rõ nét của hỏa tinh về trái đất. Các nhà khoa học chưa thể lý giải chính xác nguyên nhân khiến các cơn bão bụi trên hỏa tinh kéo dài và có sức công phá mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng, ánh sáng mặt trời cung cấp nhiên liệu cần thiết để tạo ra những cơn bão bụi khổng lồ. Về mặt lý thuyết, các hạt bụi trong không khí ở trên hỏa tinh hấp thụ ánh sáng mặt trời, lớp bụi kết hợp cùng gió sẽ đẩy nhiệt độ lên mức cao hơn. Đây có thể là nguồn cơn của các trận siêu bão khủng khiếp và kéo dài. Thứ 8. Vệ tinh Io của Mộc Tinh. Với hơn 400 núi lửa đang hoạt động, Io là thiên thể có hoạt động địa chất mạnh nhất trong hệ mặt trời. Hoạt động địa chất mạnh bất thường này là kết quả của nhiệt thủy triều từ sự ma sát sinh ra bên trong Io do lực kéo biến đổi của Mộc Tinh. Nhiều núi lửa phun ra khói lưu huỳnh và dioxit lưu huỳnh có độ cao lên tới 500 km. Bề mặt Io cũng lấm chấm với hơn 100 ngọn núi được nâng lên bởi lực nén mạnh tại đáy của lớp vỏ silicate của vệ tinh này. Vài đỉnh còn cao hơn cả Everest trên trái đất. Không giống hầu hết các vệ tinh ở phía ngoài hệ mặt trời có lớp băng bao phủ dày, Io chủ yếu gồm lớp đá silicate bao quanh một lõi sắt hay sunfua sắt nóng chảy. Hoạt động núi lửa của Io là nguyên nhân gây ra phần lớn những đặc điểm độc đáo của vệ tinh này. Các cột khói núi lửa và các dòng dung nham trên Io tạo ra những thay đổi bề mặt lớn và tô lên đó nhiều màu sắc đỏ, vàng, trắng, đen và xanh.
chủ yếu vì các hợp chất lưu huỳnh và nơi đây được mệnh danh là hỏa ngục của hệ mặt trời. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những nơi đáng sợ nhất trong hệ mặt trời. Ngoài các địa điểm trên, trong hệ mặt trời vẫn còn tồn tại rất nhiều các địa điểm khác cũng vô cùng đáng sợ. Trong một video, Hải Yến sẽ không thể liệt kê ra hết tất cả những địa điểm đó được. Các bạn hãy giúp Top Thú Vị liệt kê ở phía bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.